Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, lịch sử thế giới. Avdiivka là một trong những cứ điểm quan trọng bậc nhất của Ukraine, tại vùng Donetsk nói riêng và Donbass nói chung. Và trùng hợp thay, nó cũng lại là một trong những chiến thắng quan trọng bậc nhất của quân Nga trong giai đoạn đầu năm 2024, kỷ niệm 2 năm ngày mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hơn cả một chiến thắng quân sự đơn thuần, trận Avdiivka có thể coi là một trong những trận đánh mẫu mực được lên kế hoạch và tính toán vô cùng cẩn thận của quân Nga với những lớp lang bài bản sâu sắc. Avdiivka, yết hầu của vùng Donbass. Đầu tiên, cần phải đặt một câu hỏi, đó là tại sao Avdiivka lại quan trọng thế vậy? Nga cần gì ở một thị trấn chỉ rộng khoảng 20 km² với 30.000 dân? Tại sao quân Nga phải dồn vào khu vực này tới 40.000 quân với hai quân đoàn cận vệ vũ trang và một lực lượng không quân hùng hậu? Tại sao quân Nga lại phải tử chiến trong suốt 2 năm qua bất chấp thương vong nặng nề để nhổ bật cứ điểm này? Rõ ràng, lợi ích về kinh tế là không đủ để thuyết phục Nga dành một sự quan tâm đặc biệt cho cứ điểm này, mà nó nằm ở một khía cạnh khác. Avdiivka là một cứ điểm vô cùng trọng yếu trong tuyến phòng thủ và tấn công của cả hai bên Nga và Ukraine. Avdiivka là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng trung tâm của tỉnh Donetsk, hơi chếch về hướng Tây Bắc, tính từ trung tâm của tỉnh khoảng 12 km. Avdiivka từ lâu đã là một cái gai nhức nhối đối với các lực lượng vũ trang của Nga. Nơi đây được Ukraine sử dụng làm bàn đạp, cũng như đặt các trận địa tấn công vào vùng Donetsk. Đồng thời, nó cũng là tuyến phòng thủ tiền tiêu, che chắn cho toàn bộ khu vực phía sau trên hướng Kramatorsk. Avdiivka là một trong những vị trí chiến lược cuối cùng của quân đội Ukraine trên chiến tuyến cũ kể từ cuộc xung đột ở miền đông Ukraine từ tận năm 2014. Đây cũng là khu vực gần nhất với các vùng mà Nga kiểm soát tại Donetsk. Trong gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành tiền đồn quan trọng của Ukraine. Với một cứ điểm nằm gần trung tâm Donetsk như vậy, việc nó nằm trong tay quân đội Ukraine ảnh hưởng rất lớn tới việc kiểm soát hoàn toàn vùng công nghiệp Donetsk, vốn rất quan trọng với Nga. Với căn cứ Avdiivka trong tay, quân Ukraine sẵn sàng tung những đòn đột kích khiến cho lực lượng của Nga ở Donetsk ăn không ngon, ngủ không yên. Và dĩ nhiên, với một cứ điểm nằm sát trung tâm như vậy, Nga buộc phải kiểm soát nó để hướng tới kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk. Avdiivka giống như là một cái gai trong hàng phòng ngự của Ukraine. Thị trấn này nằm sâu vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, khoảng 10 km. Nó tạo ra một tình huống bấp bênh đối với quân Nga. Chiến tuyến càng ngắn và càng bằng phẳng thì sẽ càng tốt cho quân Nga. Vì thế mà Nga cần phải giành được thị trấn này để giảm bớt áp lực đối với các đơn vị đang đồn trú tại Donetsk. Về cơ bản, toàn bộ vùng Donetsk là một khối thống nhất. Ở đây, các thành phố nhỏ và các thị trấn nằm đan xen liền kề với nhau. Vasinuvata là một ngã ba đường sắt quan trọng. Nó thì lại nằm rất gần với cả Avdiivka. Còn sân bay Donetsk cũng chỉ cách thị trấn này khoảng 5 km. Xa hơn một chút là thành phố Holika, hiện vẫn do Nga nắm giữ. Và bằng cách chiếm giữ Avdiivka, quân đội Ukraine có thể duy trì quyền kiểm soát một số địa điểm có tầm chiến lược quan trọng và các trung tâm hậu cần. Họ có thể tung ra các đòn đánh bất ngờ, làm đứt gãy các tuyến hậu cần và các đường chuyển quân của Nga. Hơn nữa, ngoài mục tiêu về quân sự, Avdiivka còn mang một ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Nga đang tới gần, Tổng thống Putin mong muốn giành được thêm chiến thắng để gia tăng sự ủng hộ của người dân trong nước. Và Avdiivka là một lựa chọn khá phù hợp để Điện Kremlin có thể chứng minh rằng họ sẽ sớm đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Avdiivka nằm khá sâu trong phần lãnh thổ mà Nga kiểm soát, và họ thì có khả năng là thoải mái chuyển các lực lượng quân sự lớn về đây để nhổ bật cứ điểm này. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu cần một chiến thắng mang tính thời điểm thì Avdiivka là cái tên khả thi nhất, bởi quân Nga đã bao vây nơi này hơn một năm nay. Và vì những lý do trên, nó là cơ hội duy nhất để quân Nga thể hiện chiến thắng. Nếu như ở giai đoạn đầu Moscow không quá chú trọng tới vai trò của thị trấn này, thì ở thời điểm đầu năm 2024, việc kiểm soát hoặc bao vây Avdiivka là một trong những ưu tiên hàng đầu. Kể từ năm 2014,
khi cuộc xung đột nội bộ giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai miền đông Donbass nổ ra. Ukraine đã xây dựng Avdiivka trở thành một cứ điểm vô cùng kiên cố. Ukraine đã xây dựng một tuyến chiến hào chống tăng vô cùng hầm hố và vững chắc xung quanh thành phố này. Họ cũng đã xây dựng những công sự vô cùng kiên cố nhằm tử thủ thị trấn này cho những đợt tấn công từ quân Nga và đã thủ vững trong suốt 2 năm kể từ tháng 2 năm 2022. Vậy nhưng phía Nga vẫn có thể nhổ bật cứ điểm khó nhằn và quan trọng này. Tất cả đã được phía Nga lên một kế hoạch vô cùng bài bản với những đòn đánh bất ngờ vô cùng mạnh mẽ. Nga tạo thế, quyết nhổ bằng được cái gai Avdiivka. Sau hơn gần 9 năm bình yên, Kiev đã củng cố khu vực này một cách vô cùng vững chắc, biến nó thành một pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Nga thì rất muốn xóa sổ cụm cứ điểm này để đảm bảo an toàn cho người dân, mở đường cho những bước phát triển xa hơn về phía Tây, sau khi xé toang tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine tại vùng Donbass. Tuy nhiên, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Có lẽ rằng Moscow lo ngại việc tấn công vào một đô thị có nhiều công trình phòng thủ dễ dẫn tới tổn thất lớn. Và chính vì thế, vào giữa lúc các mặt trận khác đang rền vang tiếng súng, thì Avdiivka vẫn khá lặng yên như không có gì xảy ra. Những tưởng tình hình Avdiivka sẽ tiếp tục êm ả, thế nhưng không. Một ngày tháng 10 năm 2023, quân Nga bất ngờ mở đợt tấn công ồ ạt bằng bộ binh cơ giới nhắm vào thị trấn này. Các cảnh quay từ UAV cho thấy các đoàn xe tăng, thiết giáp của Nga âm âm tiến vào Avdiivka trên rất nhiều hướng. Việc Nga lựa chọn thành phố này làm điểm quyết chiến có lẽ khiến cho không ít nhà quan sát phải bất ngờ. Dường như quân đội Ukraine cũng vậy. Trên thực tế, họ tỏ ra choáng váng ban đầu. Không phải ngẫu nhiên mà Nga tiến hành tấn công Avdiivka vào thời điểm đó. Dường như họ cũng đã tính toán rất kỹ bởi những lý do như sau. Thứ nhất là các nguồn viện trợ của Ukraine vào giai đoạn cuối năm 2023 đang sụt giảm và đình trệ nghiêm trọng, khiến cho lực lượng vũ trang của họ vốn đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Mỹ và phương Tây rơi vào tình cảnh khó khăn. Đặc biệt, hai gói viện trợ cực lớn trị giá tổng cộng hơn 100 tỷ đô thì đang bị ngăn chặn ở EU cũng như bởi Quốc hội Mỹ. Thứ mà Nga vượt trội nhất so với Ukraine là các lực lượng không quân và pháo binh. Và thứ mà Ukraine cần nhất từ phương Tây và Mỹ cũng lại là các đơn vị phòng không và pháo binh. Không có hàng từ Mỹ bơm sang, Ukraine rất khó để chống lại lực lượng UAV dồi dào và các đơn vị tác chiến điện tử mạnh mẽ của Nga. Ngay từ tháng 9 năm 2023, sau gần 2 năm xung đột, nguồn lực nội tại của Ukraine gần như đã cạn kiệt. Chính Tổng thống Zelensky đã phải thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ CNN, Nga có thể thắng trong cuộc xung đột này nếu không có sự trợ giúp liên tục từ Mỹ. Lý do thứ hai là giữa lúc Kiev đang mong viện trợ từng ngày, từng giờ, thì họa vô đơn chí. Một cú đòn từ trên trở rơi xuống, giáng thẳng vào các nỗ lực của Ukraine khi cuộc xung đột Israel-Hamas đã bùng phát tại Trung Đông. Các nguồn lực của Mỹ và phương Tây nhanh chóng phải chuyển hướng tới Tel Aviv thay vì Kiev. Lý do thứ ba là cuộc phản công hoành tráng hè thu 2023 của Ukraine đã kết thúc mà không có bất cứ một đột phá đáng kể nào. Thậm chí nhiều nhà phân tích còn cho rằng đó là một thất bại với thiệt hại nặng nề về người, vũ khí, khiến cho lực lượng dự bị của Ukraine vốn đã ít ỏi lại bị tiêu hao gần hết. Chưa kể, Nga đã kiểm soát được thêm vài trăm km vuông lãnh thổ sau cuộc phản công thất bại này. Những vùng đất phía sau lưng của Avdiivka liên tục mất vào tay quân Nga, khiến cho cứ điểm này dần trở thành một tòa cô thành. Nó trơ trọi và dần rơi vào tình trạng tử thủ, có nghĩa là cầm cự được càng lâu thì càng tốt, chứ ngày càng ít dần khả năng thủ vững. Và kết quả này dẫn tới sự thất vọng cho chính giới Mỹ và châu Âu với Kiev, khiến cho tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thứ tư, sau khi đánh bại chiến dịch phản công của Kiev, Nga bất ngờ đẩy mạnh tấn công trên khắp các mặt trận, buộc Ukraine phải dàn trải nguồn lực để đối phó, qua đó thăm dò hệ thống phòng thủ đối phương nhằm phát hiện ra điểm yếu để tung đòn kết liễu. Xét trên thế và lực, nhận thấy thời cơ đã tới, Bộ Chỉ huy Quân sự Nga đã chính thức đưa Avdiivka vào tầm ngắm.
Sự khởi đầu không suôn sẻ. Việc tung những nắm đấm tăng thiết giáp quy mô lớn tấn công vào Avdiivka cho thấy Nga đã hạ quyết tâm rất cao nhằm đánh sập cụm cứ điểm phòng ngự kiên cố này của Ukraine. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, lực lượng Nga đã khai hỏa tấn công mạn phía Bắc, sườn phía Tây và sườn phía Nam của Avdiivka bằng các nhóm tấn công xe bọc thép và trực thăng được pháo binh yểm trợ. Ba lữ đoàn súng trường cơ giới của Tập đoàn Quân cận vệ Vũ trang số 8 của Nga đã bắt đầu tấn công hợp đồng binh chủng xung quanh Avdiivka. Ngay trong ngày 11 tháng 10, quân Nga liên tiếp mở 18 cuộc tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ trong suốt 24 tiếng đồng hồ bằng cả tên lửa và 36 lượt tấn công bằng các phi đội máy bay ném bom. Khói lửa dữ dội lập tức bao trùm thị trấn chỉ rộng có 20,5 km2 này. Khi cuộc tấn công bắt đầu, với hỏa lực dữ dội của quân Nga, không ai còn có thể ngủ được, kể cả bên tấn công lẫn bên phòng thủ. Những tiếng gầm của đạn pháo rời nòng, cũng như tiếng xé gió của đạn rocket phóng từ mặt đất và từ máy bay chiến thuật đã biến cả thị trấn trở thành một chiến điện tử thần. Bão lửa từ các đợt công kích trùm qua trận địa của phía Ukraine đã nhấn chìm thành phố. Khi các tuyến phòng thủ đầu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị làm mềm, thì các đợt tấn công bằng xe bọc thép hạng nặng được bộ binh hỗ trợ chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, con đường hướng tới Avdiivka thì không hề suôn sẻ, bất chấp đối phương đã suy yếu đáng kể. Sau những choáng váng ban đầu, lực lượng của Kiev đã hồi phục nhanh chóng và giáng trả những đòn rất hiệu quả. Họ bẻ gãy các mũi xung kích bọc thép của quân Nga. Để tránh thương vong khi giao tranh trong đường phố, Nga tổ chức tấn công mãnh liệt trên hai cánh Bắc và Nam qua những cánh đồng trống trải. Có lẽ cũng chính vì vậy mà thiệt hại về tăng thiết giáp của Nga là vô cùng lớn. Tại Avdiivka, mỗi căn nhà đều có thể trở thành một pháo đài, và điều này thì hoàn toàn có lý do. Nhiều tòa nhà đã bị pháo binh giã nát trong các trận chiến từ năm 2014-2015, nay được sử dụng tầng hầm để làm các cứ điểm chống trả cho quân Ukraine. Trong chiến dịch công phá Avdiivka, nó được hoán cải trở thành vị trí bắn của hệ thống cố tự động 2B9 và Silek và một số đơn vị bộ binh với khoảng cách tới tiền tuyến chỉ một vài km. Những khẩu súng cố tự động luôn nhả đạn mỗi khi có yêu cầu. Sự kháng cự của Ukraine cũng là rất mãnh liệt. Các video ghi lại hình ảnh những đoàn xe cơ giới của Nga bị phá hủy hàng loạt đã chứng minh cho điều này. Tuy vậy, Nga vẫn chấp nhận tổn thất để kéo giãn lực lượng phòng ngự đối phương lên hai cánh rồi tạo cơ hội tung những đòn hiểm về sau. Quân Nga chỉ có thể bao vây Avdiivka chứ không thể nào nhổ bật được cứ điểm này. Trong 3 tuần liên tiếp tấn công tích cực, Nga đã mất tới hàng trăm xe tăng cùng với 250 đơn vị bọc thép các loại và 7.000 binh sĩ thương vong. Ngày 20 tháng 12 năm 2023, quân Nga đã tiến được 1,5 đến 2 km kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Thế nhưng họ cũng đã phải gánh chịu một thương vong rất lớn. Theo phía Ukraine là lên tới 20.000 lính. Tất nhiên con số này là phóng đại, còn phía Nga thì không bình luận gì. Vì vậy vẫn có thể xem là phía Nga đã phải đánh đổi khá nhiều để giành quyền kiểm soát thị trấn này. Moscow thì không bình luận gì về các con số thiệt hại do Kiev công bố. Thế nhưng rõ ràng, tình hình có lúc tưởng như rơi vào bế tắc. Các mũi tấn công đã chững lại, hầu như ít có tiến triển. Họ buộc phải đổi chiến thuật. Thay vì tiếp tục tấn công bằng cơ giới, lực lượng của Moscow đã phải sử dụng bộ binh xung phong theo từng nhóm nhỏ. Cách đánh này tỏ ra khá hiệu quả. Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới, thế nhưng không nhanh chóng như nhiều người nghĩ. Dù vậy, Nga mỗi ngày vẫn khép chặt vòng vây. Đến đầu tháng 1, họ giành được quyền kiểm soát hỏa lực đối với tất cả các tuyến tiếp vận của Ukraine vào trung tâm thành phố. Lúc này, tình hình thực sự chuyển biến xấu với lực lượng của Kiev. Tưởng chừng Nga sẽ tiếp tục đánh chậm rãi theo kiểu tằm ăn dâu như vậy để cuối cùng cũng tới đích. Thế nhưng không, bất ngờ đã xảy ra. Cú điểm huyệt thứ nhất, tiếng pháo giữa trời đêm. Đầu tháng 10 năm ngoái, Nga đánh rất mạnh vào hai cánh để đảm bảo độ sâu rộng của hai đầu cầu nhằm tạo cho Ukraine tin rằng Nga sẽ đánh vu hồi để bao vây thành phố. Một thời gian dài sau, họ cứ đánh lởn vởn hai cánh để đối phương tập trung nguồn lực vào đó
mà sơ hở mất cảnh giác phần nội thành phía bên trong túi lửa. Ngày 17 tháng 1 năm 2024, quân đội Nga đã sử dụng một đường ống cũ để vượt qua tuyến phòng thủ phía nam của Avdiivka, rồi bất ngờ từ lòng đất chui lên, đánh tập hậu vào lực lượng Kiev. Cơ hội duy nhất để tung một đòn tấn công bất ngờ vào đối phương đã được tận dụng triệt để khi các trinh sát Nga đi qua tuyến đống này mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Họ vòng ra sau phòng tuyến của đối phương, rồi bất ngờ tấn công, tiêu diệt nhiều binh sĩ đối phương, bắt rất nhiều tù binh. Quá bất ngờ, quân phòng thủ không kịp trở tay. Và kết quả là tuyến công sự kiên cố, vững chắc, liên tục được củng cố trong suốt 10 năm qua, đã sụp đổ chóng vánh như vậy. Trận đánh trên thu hút mọi ánh nhìn từ Kiev, giữa lúc mà họ đang tập trung lực lượng, đánh mạnh vào cánh phía Bắc của Nga. Các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine sẽ tiếp tục tiến từ Stelovor hướng Tây Bắc và các khu vực khác để phản kích lại, thì lại được điều vào bên trong lòng trào để phản công lại mũi tiến quân độn thổ của đối phương. Cú điểm huyệt thứ hai, đòn kết liễu. Khi cá đã vào giọ và rền dứ đã đủ, Nga mới dùng mũi chủ công từ khu vực lòng hồ để tung cú knock out bằng cách cắt huyết mạch tiếp viện duy nhất, đồng thời cũng cắt luôn thành phố làm hai phần. Đến lúc này, quân Ukraine đầu đuôi không cứu được nhau, hậu cần thì bị cắt đứt, thương binh thì không chuyển đi được, buộc phải co cụm trong các khu nhà cao tầng và các nhà máy. Đến lúc này, bom lượn FAB mới phát huy tác dụng để làm mềm trận địa. Các mũi xung kích của Nga đã tiếp tục tiến lên và chiếm những cứ điểm phòng ngự của đối phương. Ukraine chính thức vỡ trận. Cụm phòng thủ lớn thứ hai ở Avdiivka sau khu công nghiệp mà người Nga đã chiếm được vào tháng 12 năm 2023 là khu vực kiên cố huyền thoại mang tên pháo đài Zenit. Đây là doanh trại của một đơn vị tên lửa phòng không trước đây, có những công trình bê tông và hầm ngầm rất kiên cố. Nó nằm cách thành phố này 1 đến 2 km về phía nam. Quân đội Ukraine đã duy trì khả năng phòng thủ ở vị trí này trong suốt 10 năm qua. Nơi đây vẫn đứng vững sau các trận chiến tranh giành khu vực mỏ Butivka, sân bay Donetsk và gần 2 năm xung đột quy mô lớn bùng nổ. Thế nhưng, ngay sau khi quân Nga đột phá được vào Avdiivka qua tuyến đường ống cũ, họ lập tức tấn công và hạ gục pháo đài Zenit. Ngay sau đó, quân Nga đã pháo kích vào khu vực hậu cần của lực lượng Ukraine tại Avdiivka. Vâng, với tất cả những ai tìm hiểu về quân sự, thì đây là một kinh nghiệm vô cùng quý báu. Giống như các trận đánh thời xa xưa, khi mà các viên tướng luôn cố gắng đốt phá lương thảo của quân địch trước khi chiến đấu trực tiếp với quân chủ lực đối phương. Công tâm trước, công thành sau. Khi căn cứ hậu cần bị đánh phá, lương thảo, vũ khí đạn dược bị phá hủy, thì không ai còn có thể cầm súng để chiến đấu nữa. Quân Nga xuất hiện từ mọi phía và bao vây từng cứ điểm một, chứ không còn dàn quân và tiến lên từ một phía như thời kỳ vây lấn trước đó. Các cứ điểm giờ đây đã bị cắt đứt liên lạc, thêm vào đó bị mất hậu cần. Thử hỏi, còn ai có đủ bản lĩnh để chiến đấu nữa? Cuối cùng, trước nguy cơ sụp đổ và tổn thất hoàn toàn nhóm quân phòng thủ, rạng sáng ngày 17 tháng 2, tân tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Sikri, đã thông báo rằng quyết định rút quân khỏi Avdiivka đã được đưa ra nhằm bảo vệ tính mạng của các binh sĩ, chiếm lĩnh các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn. Cuộc rút lui bi thảm. Cuộc rút lui hỗn loạn của Ukraine thông qua cánh đồng về phía Latoskino. Đây là một cứ điểm cách Avdiivka khoảng 7 km về hướng Tây Bắc. Thế nhưng con đường này thì cũng đã bị quân Nga giải mìn hàng loạt, gây tổn thất lớn cho bộ binh cũng như các phương tiện cơ giới của Ukraine. Avdiivka tới khi này đã chính thức thất thủ. Tình trạng ngặt nghèo tới mức một binh sĩ Ukraine đã chia sẻ: "Chúng tôi biết mình sẽ bị bao trùm, nên chỉ còn vấn đề là ai sẽ chạy. Hơn nữa, ở đó hoàn toàn tối tăm, không thể nhìn thấy gì, chỉ đi theo tiếng máy bay không người lái. Bạn đi, và bên đường sẽ có đồng đội che chắn." Hầu hết các binh sĩ Ukraine tại Avdiivka đều bất mãn và cho rằng lệnh rút lui cần được thực hiện trước đó từ 1 tới 2 ngày để tất cả không bị rơi vào tình cảnh khốn khổ như thế này. Chiếm được Avdiivka là một thắng lợi quan trọng của Nga về mặt chiến lược. Chiến thắng này đã cho phép Nga tăng vùng đệm quanh thủ phủ Donetsk
và giải phóng số lượng quân được điều động để công phá thành phố kiên cố nhất tại mặt trận Donbass này sang làm nhiệm vụ khác. Tóm lại, đây là chiêu dương đông kích tây hết sức hiểm hóc của Nga khi họ đã giữ bí mật chiến thuật và điều quân từ phút chót, mạnh mẽ, quyết đoán với cú dứt điểm cuối cùng. Và trận này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa trong các trường quân sự.